tiền cao dưới đất trời. Bàn ân kiếm cục cờ mau tiêu diệt. Trên tấn mã dáng huyền quyến quái dũng, thái tử quân hành gian dội đội ngũ đã lâm yên, đâu dám phiền động cung giờ tống biệt. Đây trong phố xa nhau, dân tình nương ly rượu đào, đây non sông đang chờ ngày mong. Và cũng thầm bảo với khách thiền quyên rằng duyên số đôi ta đã đem ra thành đô giới xa. Sai qua, dạ xin đèn trời rộng lòng sâu xét,
con lỡ dạy nghe lời nghiêng xoáy, đem thơ về cho võ tướng quân, hẹn với nhau nội ứng ngoại công, giúp binh phụng hoàng sang thí chúa. Khốn kiếp! Lời lý giải thái tử sao không nghĩ chút tình lại đăng lời buông tôi. Chính phủ vốn hạ lệnh đem Tiêu Anh Phụng ra pháp trường xử trảm. Thái tử, trời ơi, nỗi quán vô lượng không làm sao tốt được trăng. Đã rõ ràng võ đau vương thầy anh dẫn hết giả trung can lại mang tiếng phản thần, người cùng ta thề thẹn cũng chẳng xót thương, chỉ bằng trung thần lão loạn triều cương về rừng núi tiếp tục đời thả. Công chúa, hãy bảo vệ phủ quan để ta đuổi theo bọn loạn thần tặc nữ. Dạ. Việc gì? Dạ hoàng tử cùng cả tùy tùng tìm đường lên sân trại, xin chủ soái liệu định. Hãy á, quá là trời cao có mắt, lâu la. Dạ. Xuống núi. Phải đâu. Thôi, thôi chớ có nhiều lời, hiện bằng tay con chi bao gian, ai cho ta bao đợt cánh kẻ này sao chẳng biết. Xin nàng nhẹ tay chùa.
nỗi quan tình. Cùng về ta gieo quan nghiệp bâng bình, nên giờ đây không một lời quan tranh, mặt tình ai xử liệu rồi.